Cho đến một ngày khi mà con và anh Nghĩa cùng làm thêm ở một nhà hàng, thì bọn con có gặp ông ta đi cùng với cô con gái của mình. Họ ở một thế giới rất khác bọn con. Đến lúc đó thì anh Nghĩa mới chia sẻ với con tất cả mọi chuyện, về cái chết tức tưởi của cha mình, cả một tuổi thơ giật gấu vá vai, rồi cả khi bác ốm cũng không có tiền để chạy chữa. Vì mối hận của anh ấy nên con càng thương anh ấy nhiều hơn. Con đã yêu anh ấy nhiều đến nỗi mối hận của anh ấy cũng là mối hận của con. Người mà anh ấy yêu, con cũng sẽ yêu. Người mà anh ấy hận, con cũng sẽ hận. Bà muốn hỏi tại sao con lại không cản anh ấy đúng không ạ? Vì lúc ấy con còn trẻ người non dạ. Và con nghĩ nếu như không bung ra một lần thì mối hận sẽ không bao giờ mất đi trong anh ấy. Người ta ai cũng có thể trả thù, nhưng mà cái cách trả thù như cô với thằng Nghĩa không thể nào làm như vậy được. Riêng con Hà thì nó có lỗi gì chứ? Bác nói đúng, chị Hà không có lỗi gì cả. Nhưng con cũng không có lỗi gì cả. Con không đáng phải chịu kết cục như thế này. Nhiều lúc con cũng tự hỏi, không hiểu tại sao năm xưa con lại đồng ý với kế hoạch của anh ấy. Nhưng nhìn anh ấy khổ sở, con không đành lòng bác ạ. Chỉ là nếu biết mọi chuyện sẽ rối ren thế này, chắc chắn con sẽ cản anh ấy. Có thể là bác nghĩ con đang bao biện, nhưng sự thật đơn giản là con đang phải trả một cái giá quá đắt. Con phải chia sẻ người đàn ông của mình cả tình yêu, cả thanh xuân và cả tuổi trẻ. Bé Gôn không có nổi lên một danh phận. Khi thằng bé nó ốm thì bố nó đang ở bên cạnh một người khác. Con thì bị cả xã hội coi thường, và mẹ của người mình yêu phủ nhận. Còn bây giờ thì con bị cả xã hội bêu dếu là con là kẻ thứ ba, là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Con đã bị đuổi việc, đã bị chà đạp, đã bị coi thường, đã bị sỉ nhục. Nhiều lúc con cũng tự hỏi, không biết có phải là con và anh Nghĩa đã sai. Vì mối hận của anh ấy mà người phải trả giá lại chính là con. Nhưng con đi không được, ở cũng không xong bác ạ. Vì con còn bé Gôn, con cũng là một người mẹ. Bác yêu quý chị Hà, bác từ chối con, con hiểu. Vì tình cảm cũng cần có thời gian và sự vun đắp. Nhưng nếu như bác hỏi con có buồn không,
con có tủi thân, có chạnh lòng không? Thì có chứ ạ. Ngày hôm nay con được chia sẻ với bác, con thấy rất nhẹ lòng. Vì dù sao cùng là phụ nữ, chia sẻ cũng dễ dàng hơn. Có thể bác khó chấp nhận con, nhưng con chỉ hy vọng là phần nào bác có thể hiểu được tình thế của con lúc này. Đúng là ai cũng có nỗi khổ. Nếu như mà mình không nói ra thì làm sao mà biết nỗi khổ đó như thế nào.